Trở về Vĩnh Phúc hôm nay, mây bay bay bồng bềnh tam đảo. Trở về theo cánh chim bay, xa xa xanh xanh những đồi cây. Trở về đồng lúa mênh mông, nghe bâng khuâng tràn đầy nỗi nhớ. Về người đồng chí năm xưa anh có hay. Xe ta đi bon bon trên đường quốc lộ, nhà máy nhấp nhô giữa cánh đồng hoa nở. Trở về quê mới hôm nay, vang vọng lời bác đâu đây. Tiếng trống mềm thôi thúc ngày tự trường, truyền thống quê hương qua những chặng đường. Đây gian khổ dày chiến công, nay tràn ước mong những ngày đổi mới. Vĩnh Phúc ta. Mỗi con người được sinh ra đều có một hoàn cảnh lịch sử, xã hội và địa lý riêng biệt. Chính vì thế mà Càn Khôn cũng đã cho họ một định mệnh, có nét cơ bản riêng để sống, để tồn tại và phát triển trong suốt cả cuộc đời. Hãy suy rộng ra xã hội, chúng ta cũng thấy được rằng mỗi một tổ chức xã hội, mỗi một cơ quan hay một đơn vị tập thể cũng gắn với một sứ mệnh thiên chức để giúp cho cuộc đời và cuộc sống thêm ý nghĩa, để đóng góp chung vào sự phát triển tiến bộ của xã hội. Phải chăng mỗi con người là một tế bào của xã hội, vì thế đã được gắn với một chức năng, một tài hoa, một ý chí và tư duy thiên bẩm. Từ một việc làm thường tình mang ý nghĩa tình cảm, là hội tụ những con người đã qua sườn dốc bên kia của cuộc đời. Họ có những nét chung của thời trẻ trai, của hoàn cảnh phụng sự cho Tổ quốc, chỉ với mục đích nhỏ nhoi là ôn cố tri tân, tạo ra niềm vui chung để cùng thụ hưởng, để cùng chia sẻ, để quên đi những gì cần quên, để nhớ những gì đáng nhớ, để gìn giữ và thắp sáng truyền thống văn hóa cao sang của dân tộc Việt Nam chúng ta, đó là ăn quả nhớ người trồng cây. Ấy vậy mà chỉ hơn một năm sau, lòng tự hào dân tộc, tình yêu thương nhân dân và chí khí của những cựu binh được thắp sáng, bản lĩnh của những người lính Cụ Hồ được thức dậy, sức mạnh tinh thần được hồi sinh, tạo thành động lực trí tuệ tổng lực, vượt qua những khó khăn nan giải của đời thường, để rồi ra đời Hội Tiểu thủ Công nghiệp và Dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc vào ngày 15 tháng 11 năm 2011, tạo ra dấu ấn mang tư cách pháp nhân với chức năng, quyền hạn mà Nghị định 45 của Thủ tướng Chính phủ cho phép. Phải chăng đây cũng chính là Càn Khôn đã định cho thiên mệnh của một số con người đều là những thương binh thời kỳ chống Mỹ đầy gian khổ và hy sinh. Gần 10 năm trời, cơm nhà, vác tù và hàng tổng đã thu hoạch được những thành công đáng trân trọng, mang đậm tính nhân văn sâu sắc, gắn kết nghĩa tình sum họp ngày càng đầm ấm của lòng nhân ái, của lối sống từ bi hỷ xả. Hơn 10 cuộc gặp mặt truyền thống đã qua, mỗi một lần ở một địa danh với quy mô và nội dung cũng có nét khác nhau, nhưng tất cả đều mang theo một tấm lòng tri ân, thân ái, chia sẻ để cùng học tập, cùng tu tâm, để chất lọc những tinh hoa của tình người, của đạo đời, để tự hoàn thiện bản thân và tạo nên niềm vui chan hòa, đoàn kết, yêu thương. Cuộc gặp mặt cán bộ hội viên năm 2019 này cũng vào một ngày cuối mùa đông như các lần gặp mặt trước, cũng tổ chức ở thành phố Vĩnh Yên tươi đẹp. Quy mô về tổ chức có những nét đặc thù, song về nội dung và ý nghĩa thì sâu nặng với những niềm vui lớn. Vui vì cả dân tộc Việt Nam đang hân hoan chào đón Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hưng thịnh, trong giai đoạn quyết liệt chống tham nhũng để lấy lại niềm tin với nhân dân và bảo vệ sự trường tồn của Đảng. Vui vì tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta đang hân hoan chào đón
120 năm đô thị Vĩnh Yên tiến tới kỷ niệm 70 năm thành lập tỉnh vào năm 2020. Vui vì Hội Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ chúng ta đã hoàn thành thắng lợi một việc không tưởng, đó là thực hiện chương trình sản xuất nông sản sạch theo hướng hữu cơ mà lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh đã và đang thực hiện. Vui vì Thường trực Hội đã chất lọc và viết xong truyền thống Hội Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc với những sự kiện táo bạo mang tính đột phá với những nhân chứng thuyết phục thực sự. Rất ngắn gọn mà cô đọng, rất chân chất mà mang đậm hương đời, mang nặng tình người và lòng nhân ái yêu thương ngọt ngào. Chúng ta vui vì các đại biểu của các cơ quan lãnh đạo, các cơ quan chức năng, các đơn vị chuyên môn phối hợp thực hiện, những khách quý của hội chúng ta đã đến dự chúc mừng những lẵng hoa tươi thắm. Chúng ta vui vì toàn thể hội viên đã về dự với một tâm thế phấn khởi thực sự, của một lòng tin, của một nghĩa tình gắn kết yêu thương chan hòa và đồng ấm. Những hội viên đã gần 90 tuổi đời, nguyên là lãnh đạo các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thời bao cấp, đã vượt qua những khó khăn về sức khỏe, đã được con cháu đưa về hội ngộ. Mọi người đều đến đúng giờ, trên khuôn mặt ai ai cũng rạng ngời một niềm vui, một sự hào hứng. Câu lạc bộ văn nghệ Trường Sơn, thành phố Vĩnh Yên đã chào mừng bằng một chương trình chọn lọc, lời ca, tiếng hát mượt mà, ngọt ngào mà sâu lắng hương quê. Thank you.
Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị, hội nghị chúng ta vừa được nghe một chương trình văn nghệ bằng những lời ca tiếng hát thật ngọt ngào, sâu lắng của các diễn viên đội văn nghệ câu lạc bộ Trường Sơn thành phố Vĩnh Yên. Thay mặt cho ban tổ chức hội nghị, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí và xin kính chúc cán bộ, hội viên cho câu lạc bộ luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn rèn luyện để có những lời ca tiếng hát ngọt ngào hơn nữa, lan tỏa xa và rộng hơn để tạo nên những niềm vui cho cuộc đời cho mọi người để thưởng thức. Thay mặt ban tổ chức xin có bó hoa tặng các bạn. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, kính thưa toàn thể cán bộ, hội viên Hội Tiểu thủ công nghiệp Dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc về dự hội nghị hôm nay. Năm 2019 sắp qua đi, toàn đảng, toàn dân chuẩn bị đón một mùa xuân mới của năm 2020 với nhiều ngày lễ kỷ niệm trọng đại của toàn dân tộc và đất nước chúng ta. Đó là 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đặc biệt là kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu và còn biết bao nhiêu ngày kỷ niệm chẵn khác của cả nước và riêng tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta. Trong niềm vui hân hoan chờ đón và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ 13 của Đảng với bao niềm tin và sự kỳ vọng cháy bỏng. Hôm nay, ngày 24 tháng 12 năm 2019, lãnh đạo Hội Tiểu thủ Công nghiệp và Dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc mở hội nghị gặp mặt truyền thống và để đánh giá những thành quả mà chúng ta đã kiên trì hoạt động, phấn đấu liên tục trong 9 năm qua. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu về dự hội nghị hôm nay có các đại biểu. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Thơ, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến Đông Khuyến Ngư tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị hội nghị được chào đón. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Tưởng, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Quế Lâm Phương Bắc, xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Vũ Viết Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Quán, huyện Lập Thạch. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Huy Lê, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Yên, xin đại biểu chúng ta nhiệt liệt chào đón. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Lương, nguyên Phó Phòng Nông nghiệp Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, người đồng hành với hội chúng ta suốt 8 năm qua. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bà Hoàng Xuân Hương, hiệu trưởng trường tiểu học xã Đồng Cương, đơn vị kết nghĩa của hội chúng ta, để chúng ta nhận được chào đón. Cùng về dự với bà Hoàng Thị Xuân Hương có bà Hà Thị Kim Dung, phó hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Cương, để chúng ta nhận được chào đón. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Dương Đức Thành, nguyên trưởng phòng công nghiệp thị xã Vĩnh Yên, để chúng ta nhận được chào đón. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu
có ông Trương Quang Quá, nguyên bí thư đảng ủy xã Ngũ Viên, huyện Vĩnh Tường, đơn vị đã thực hiện mô hình 30 ha. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Lê Anh Nam, phó tổng giám đốc hợp tác xã Tuổi Trẻ tỉnh Vĩnh Phúc đã đến dự, như lại báo cáo xin phép về hội nghị một chút, xin lời quay lại. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Lê Ngọc Lễ, giáo viên thể dục thể thao trường kỹ thuật Bộ Xây dựng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Lê Kiến Sơn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lương Bằng. Về dự hội nghị hôm nay còn có ban chấp hành hội và 120 hội viên hội tiểu thủ công nghiệp chúng ta đã về dự đông đủ. Về dự hôm nay có ông Nguyễn Xuân Cường, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lương Bằng, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hội Thanh Long Đỏ huyện Lập Thạch là đơn vị đã thực hiện thành công cái mô hình đưa phân vi sinh vào xây trồng Thanh Long Đỏ Lập Thạch. Có ông Thanh Long Đỏ Lập Thạch, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào đón. Hội nghị của chúng ta hôm nay đã nhận được rất nhiều hoa của các đại biểu đã có mặt tới dự chúc mừng. Và chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu có các đơn vị không đến dự được đã gửi những hoa chúc mừng. Đó là tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô, đó là lãnh đạo phường Ngô Quyền, phường Thở Tại đã giúp đỡ chúng ta hội trường này. Và công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Huy để nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Xin phép quý vị là còn các đại biểu tiếp tục đến sau. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Lê Tiến Hùng, chủ tịch hội tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ của chúng ta lên phát biểu khai mạc hội nghị. Xin trân trọng kính mời ông. Thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa hội nghị, trong bầu không khí thi đua sôi nổi, ấm áp nghĩa tình để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp. Sắc xuân đang về với bao niềm xuân mới, Canh Tí năm 2020. Hôm nay, ngày 24 tháng 12 năm 2019, Hội Tiểu Thủ Công Nghiệp Dịch Vụ tỉnh Vĩnh Phúc gặp mặt truyền thống tổng kết năm 2018 đón xuân Canh Tí với niềm tự hào được đón tiếp các vị đại biểu cùng toàn thể hội nghị về dự họp mặt ngày hôm nay. Thay mặt Thường trực Hội Tiểu Thủ Công Nghiệp Dịch Vụ, tôi xin chân thành cảm ơn, chúc đại biểu sức khỏe và hạnh phúc. Kính thưa hội nghị, Hội Tiểu Thủ Công Nghiệp Dịch Vụ tỉnh Vĩnh Phúc ra đời theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đến nay đã được trên 8 năm. Trên tinh thần làm việc với tinh thần đổi mới về nhận thức kết hợp với tác phong công tác của mình cùng với các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp với người nông dân theo tinh thần nghị quyết 03 của tỉnh ủy Vĩnh Phúc về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trong 8 năm qua, Hội đã góp một phần rất quan trọng để làm chuyển biến một bước về nhận thức của người nông dân trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ ở giai đoạn 2011-2016 được Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Phúc ghi nhận, được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đánh giá cao. Đến nay đã được lan tỏa sâu rộng trong tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta, làm tiền đề cho một nền sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ, bảo vệ môi trường sống cho con người ở thời kỳ đất nước hội nhập, phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Như vậy, ở thời kỳ dưới đổi mới nền kinh tế, chúng ta là những người nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm được những cái việc có ý nghĩa vô cùng to lớn, đã đánh dấu một bước ngoặt về lực lượng sản xuất trong nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta.
chúng ta đã thành công, đã góp cho xã hội một việc làm đúng trong thời kỳ đổi mới nền kinh tế, trong lĩnh vực dịch vụ nông nghiệp. Thay mặt Thường trực Hội Tiểu thủ công nghiệp Dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc, tôi xin tuyên bố khai mạc gặp mặt truyền thống và tổng kết năm 2019 đón xuân 2020. Với tinh thần trên, sau đây chúng tôi xin kính mời đồng chí Trần Hợi lên thông qua cái bản báo cáo truyền thống trong 8 năm qua của Hội Tiểu thủ công nghiệp Dịch vụ tỉnh Phúc đã làm nên một sự nghiệp không tưởng, đã dẫn dắt cái tinh thần đổi mới về sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ với các nhà khoa học, nhà quản lý và đơn vị sản xuất tập đoàn phân bón hữu cơ Vi Sinh. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, thưa toàn thể hội nghị, được sự phân công của Thường trực, tôi xin đọc cái truyền thống của Hội Tiểu thủ công nghiệp Dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta. Hội Tiểu thủ công nghiệp Dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập theo quyết định số 2799 QĐ-UB ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Đại hội thành lập được tổ chức trọng thể tại Hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên ngày 15 tháng 11 năm 2011. Đại hội vui mừng được đón tiếp các ông bà là đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và các sở ban ngành, các tổ chức chính trị, xã hội trong và ngoài tỉnh. Đại hội đã thông qua điều lệ, phương hướng hoạt động và bầu ra một ban chấp hành gồm những đại biểu có đủ tài đức để lãnh đạo hội: ông Lê Tiến Hùng, nguyên thị ủy viên, nguyên trưởng phòng tiểu thủ công nghiệp thành phố, được bầu giữ chức danh chủ tịch hội; ông Nguyễn Tuấn Nhượng làm phó chủ tịch thường trực; ông Đỗ Nguyên Lượng và ông Trần Đức Chính làm phó chủ tịch hội. Hội ra đời theo nghị định 45 của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần tự nguyện, đồng thuận, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm. Hội có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng, có trụ sở thường trực đặt tại nhà số 4 Nguyễn Biểu, khu 12, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hội hình thành 7 chi hội trực thuộc, lấy tên các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp của thành phố Vĩnh Yên trước đây đã có một thời lập nhiều thành tích vẻ vang với 120 hội viên ở nhiều huyện, sinh hoạt ở 7 chi hội mang tên Ngô Quyền, Thống Nhất, Quyết Tiến, Mê Linh, Tân Tiến, Vĩnh Tiến và chi hội Dịch vụ. Sau đại hội, tổ chức hội được ổn định, những nghị quyết, quy chế hoạt động cụ thể đã được ban chấp hành và toàn thể hội viên nhất trí thông qua. Điều nan giải nhất cho thường trực hội là xác định được hướng hoạt động cụ thể, đảm bảo những điều lệ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Đây chính là điều quyết định sự thành bại về hoạt động của một tổ chức xã hội. Hội Tiểu thủ công nghiệp Dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc là một tổ chức xã hội nghề nghiệp. Trong quá khứ của lịch sử, chưa có một tổ chức hội nào có tên gọi và nội dung hoạt động như thế. Để cho lãnh đạo hội tìm hiểu, học hỏi và vận dụng khó khăn, nối tiếp những khó khăn, đòi hỏi trí tuệ, bản lĩnh của người lính cụ hồ. Sau những chăn trở, suy ngẫm nhiều ngày đêm, Thường trực hội và một vài cán bộ tâm huyết, trí tuệ đã thống nhất định hướng hoạt động của hội hiện tại và lâu dài với hai nội dung cơ bản. Một là xây dựng và tổ chức hội hoạt động tri ân, nghĩa tình bằng nhiều hình thức sinh động, phù hợp để tăng cường sự đoàn kết, sự kết nối, chia sẻ, tạo ra những niềm vui, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, tri ân với đất người đi trước nhằm thắp sáng truyền thống văn hóa cao sang của dân tộc Việt Nam. Hai là lấy tiêu chí hoạt động dịch vụ là then chốt. Đây là nội dung được xác định ngay từ những ngày thành lập hội, nhất là sau khi được tiếp xúc với cơ sở sản xuất phân bón hữu cơ Vi Sinh phục vụ cho nông nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quế Lâm Phương Bắc đứng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Đây là cơ hội vàng để cho Thường trực Hội quyết định chọn ra hướng đi lâu dài cho phát triển nông nghiệp với tiêu chí bỏ cái thô, lấy cái tinh, cùng với các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp giúp đỡ người nông dân sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ, lấy đó là cơ sở trong việc phát triển mô hình dịch vụ phù hợp trước mắt cũng như lâu dài của hội. Do cái duyên kỳ ngộ tương phùng cuối năm 2011, Thường trực Hội và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quế Lâm Phương Bắc do ông Khắc Ngọc Bá làm giám đốc đã có sự liên kết thống nhất đưa phân bón hữu cơ vi sinh và các chế phẩm sinh học cho tập đoàn Quế Lâm sản xuất và đồng ruộng Vĩnh Phúc, mà hội tiểu thủ công nghiệp dịch vụ là cầu nối đi tuyên truyền giới thiệu và tổ chức thực hiện. Báo cáo các đại biểu là hội làm dịch vụ chứ tôi không đi bán thuê cho anh. Cái định hướng chỗ này là khó khăn nhất và quan trọng nhưng mà cũng là thành công nhất của lãnh đạo hội. Mà định hướng dịch vụ là tuyên truyền giới thiệu dẫn dắt và tổ chức thực hiện. Để báo cáo với các đại biểu, nhất là cụ Lê đây đã từng làm chủ tịch thành phố Vĩnh Yên ngày nay. Để tuyên truyền sâu rộng đến nhà nông và nông thôn, Thường trực Hội đã mở các lớp tập huấn khoa học với chủ đề khởi sự doanh nghiệp ở địa bàn một số xã, phường, mời tiến sĩ Phan Quốc Việt ở công ty Group Hà Nội về giảng bài cho 5 lớp tập huấn ở phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, xã Đồng Khương, huyện Yên Lạc, xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường, vân vân. Tôi còn nhớ mãi cái hình ảnh đây là có cô hiệu trưởng Hoàng Xuân Lương đã lên dẫn vào cái một cái đống chai đập vỡ nhọn sắc thì trên 2 mét, cô Hương và cô Lê thì đi qua không chảy máu, một người bé nhỏ chân trèo đến trèo qua 2 mét, cái chai vỡ đập đổ sổ cao được khoảng 15 mét. Do cái nước học đấy. Ok, rồi được. Giám mạnh đã đi qua không sao cả. Nhất trí cái đấy. Sau các lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp, cán bộ và nhân dân được các địa phương đã bước đầu tư duy làm giàu không khó. Tiêu chí của cái lớp tập huấn đấy là làm giàu không khó. Thì sau cái lớp này chúng tôi đánh giá là nhân dân và cán bộ địa phương cũng đã đi hướng được một phần nào là làm giàu không khó. Tạo ra được sự khát vọng và niềm tin, mở ra được hướng đi duy nhất cho sự phát triển của ngành nông nghiệp ở các vùng quê, đó là đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và canh tác trên cơ sở liên kết giữa nông dân với nhà khoa học và doanh nghiệp. Nhiệm vụ tiền đề để thực hiện được nội dung hoạt động trọng yếu mà Thường trực Hội đã làm được trong thời gian rất ngắn, tạo thêm được niềm tin, thực hiện khát vọng lớn. Đây là kết quả đáng khích lệ ban đầu về lòng nhiệt huyết, về trí tâm và trách nhiệm của những kỳ chiến binh, những thương binh không chịu khuất phục trước khó khăn gian khổ. Báo cáo các đại biểu là Thường trực Hội thì toàn là thương binh cả. Nên là chúng tôi phải dừng cái từ đó. Là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, không có chức năng tổ chức sản xuất ở các địa phương. Đây là một nội dung thực hiện quá nan giải với quyền hạn và trách nhiệm của mình. Song với kinh nghiệm và trường đời của người cao tuổi đã trải qua các chức danh lãnh đạo với phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng, bằng trí tuệ và lòng nhiệt huyết, Thường trực Hội đã tuyên truyền, vận động lãnh đạo và ban quản lý hợp tác xã nông nghiệp ở một số địa phương đi tiên phong tổ chức làm điểm đưa phân bón hữu cơ vi sinh và các chế phẩm sinh học của tập đoàn Quế Lâm Phương Bắc sản xuất vào canh tác ở địa phương. Công ty Quế Lâm Phương Bắc cử cán bộ kỹ thuật về hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ một phần phân bón và thu tiền sau vụ thu hoạch, tạo được lòng tin, đảm bảo lợi nhuận về kinh tế cho người nông dân. Vụ chiêm xuân năm 2011-2012, cây lúa ở xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên và cây su su, thị trấn Tam Đảo Núi đã được hợp tác xã và người nông dân tổ chức sản xuất chăm bón bằng phân hữu cơ vi sinh của tập đoàn Quế Lâm. Sau những tháng ngày tận tình lao động bằng trí tuệ và công sức của mọi thành viên và người nông dân, hội nghị đầu bờ do Thường trực Hội tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tổ chức tại thị trấn Thanh Lãng có sự hiện diện của cán bộ chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Trung tâm khuyến nông khuyến ngư, một số tiến sĩ ở các bộ, viện, bộ nông nghiệp và ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quế Lâm Phương Bắc, lãnh đạo đảng, chính quyền ở các xã và thị trấn và lãnh đạo các hợp tác xã ở các địa phương thực hiện mô hình cùng hàng trăm hộ nông dân đã về dự. Thành công bước đầu đã được khẳng định,
bằng thực tế của năng suất và chất lượng và giá trị kinh tế, người lao động sẽ được hưởng lợi nhuận ban đầu, tạo ra niềm vui và sự hào hứng thực hiện chương trình tiếp theo. Thường trực hội rất vui mừng vì định hướng hoạt động của hội phần nào đã được thực hiện để minh chứng là đúng hướng, là phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, phù hợp với chủ trương của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đề ra, mà quan trọng hơn cả là đã bước đầu làm thay đổi được tư duy về nền sản xuất truyền thống lạc hậu của người nông dân. Để có được bước đi vững chắc, thường trực hội sẽ tổng kết và xây dựng kế hoạch cụ thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan chuyên môn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có ý kiến giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Hội tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc để thực hiện chương trình đưa phân hữu cơ vi sinh và các chế phẩm sinh học do tập đoàn Quế Lâm sản xuất và đồng ruộng Vĩnh Phúc. Đây chính là thuận lợi cơ bản để hội có thể thực hiện với quy mô lớn hơn, rộng hơn, có trách nhiệm và quyền hạn hơn. Báo cáo các đại biểu chính thức sau khi có ý kiến của tỉnh bằng công văn của chủ tịch tỉnh, đây quyền hạn của hội chúng ta mới có quyền làm cái việc đó. Thường trực hội và giám đốc trung tâm khuyến nông khuyến ngư với tỉnh Vĩnh Phúc, công ty Quế Lâm đã bàn bạc thống nhất cho thực hiện với diện tích 60 ha cây lúa ở xã Nguyễn Kiên, huyện Vĩnh Tường và thị trấn Thanh Đán, huyện Bình Xuyên với cơ chế trung tâm khuyến nông khuyến ngư hỗ trợ nông dân 100% giống lúa, công ty Quế Lâm Cương Bắc hỗ trợ 30% phân bón và thu tiền sau vụ thu hoạch. Quy trình được đội ngũ kỹ thuật của trung tâm khuyến nông khuyến ngư và công ty Quế Lâm Cương Bắc hướng dẫn kiểm tra thường xuyên. Đây thực sự là mô hình liên kết bài bản cụ thể giữa người nông dân với cơ quan quản lý và doanh nghiệp, là bước đi chính thức khởi nguồn để thay đổi tư duy tập quán về sản xuất nông nghiệp của nông dân và nông thôn. Một việc làm táo bạo, khởi sắc dựa trên nền tảng của tiến bộ khoa học kỹ thuật, mang tính nhân văn sâu sắc. Lãnh đạo các địa phương và hơn 1.000 hộ nông dân vào cuộc thực hiện với tâm thế phấn khởi, tin tưởng và lạc quan. Một ban chỉ đạo tổng hợp các thành phần do ông Lê Tiến Hùng, Chủ tịch Hội Tiểu thủ Công nghiệp và Dịch vụ làm trưởng ban đã được thành lập để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc quy trình sản xuất, cung ứng vật tư, đảm bảo đúng thời vụ và khoa học kỹ thuật nhằm đảm bảo sự thắng lợi của mô hình điểm. Trải qua hơn 4 tháng lao động cần mẫn của hơn 1.000 hộ nông dân, cộng với sự tận tình giúp đỡ của các nhà khoa học, các cán bộ kỹ thuật ở Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quế Lâm Cương Bắc có sự nhiệt huyết trách nhiệm của ban chỉ đạo, 60 ha cây lúa canh tác đã phát triển tốt như dự kiến, đáp ứng với sự mong mỏi của người nông dân và nông thôn. Mô hình điểm vụ chiêm xuân 2013 đã kết thúc thắng lợi lớn, năng suất tăng từ 10 đến 20%, giá trị kinh tế tăng từ 20 đến 30%, đất canh tác được cải tạo một bước quan trọng, song lớn hơn cả là đã bước đầu thay đổi được tư duy của người nông dân về phương thức canh tác cây lúa nước. Tiến bộ của khoa học kỹ thuật phải được thay thế cho nền canh tác truyền thống lạc hậu và có sự liên kết với các nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý mới đảm bảo sự thắng lợi vững chắc và bền vững. Đó là cái kinh nghiệm qua thực tế và các địa phương đã rút ra. Được sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, ban chỉ đạo đã mở hội nghị tham quan và tổng kết mô hình điểm 60 ha cây lúa tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Ngũ Kiên, huyện Vĩnh Tường vào ngày 25 tháng 5 năm 2013. Hơn 300 đại biểu đại diện cho hơn 1.000 hộ nông dân ở hai xã Ngũ Kiên và thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên đã về dự trong niềm vui hân hoan. Đại diện cho lãnh đạo Sở Nông nghiệp, các cơ quan chức năng chuyên môn, lãnh đạo một số huyện, thị, lãnh đạo nhiều xã, phường, thị trấn trong tỉnh, các phóng viên báo đài trung ương và địa phương về dự và hy vọng một sự khởi sắc của ngành nông nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta. Sự hiện diện của lãnh đạo các cơ quan trung ương như Tiến sĩ Lê Minh Tiến, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Tiến sĩ Phan Huy Thông, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Quốc gia,
giáo sư tiến sĩ Trần Khải, nguyên thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, ông Nguyễn Hồng Lam, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Quế Công, và nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ ở các cục bộ viện nghiên cứu chuyên môn ở các cơ quan trung ương như viện giống cây trồng, viện thổ dưỡng, viện sinh hóa, vân vân đã về dự. Ý kiến của các nhà khoa học, của lãnh đạo các cấp và các cơ quan quản lý đều thống nhất đánh giá sự thành công của mô hình điểm cần được nhân rộng, khích lệ và nhân rộng. Thành công lớn nhất là sự liên kết giữa người nông dân với doanh nghiệp và nhà quản lý, có sự giúp đỡ của các nhà khoa học. Có được nền tảng cơ bản ấy thì tiến bộ của khoa học kỹ thuật mới được đưa vào sản xuất, làm thay đổi phương thức canh tác lạc hậu, manh mún truyền thống nhiều năm đã kìm hãm sự phát triển mọi mặt. Từ thắng lợi của việc tăng năng suất, tăng giá trị kinh tế thu nhập cụ thể, môi trường được cải tạo trong sạch, sức khỏe người lao động được cải thiện tốt hơn sẽ tác động trực tiếp có hiệu quả để thay đổi tư duy, nhận thức của người nông dân và nông thôn được tiến bộ hơn, phù hợp với xu thế phát triển chung của đất nước và toàn thể thế giới. Xây dựng việc sản xuất nông sản sạch, tiến tới sản xuất nông sản hữu cơ bền vững là đúng với chủ trương của Đảng và Nhà nước, phù hợp với xu thế phát triển và nhu cầu của thế giới hiện nay. Đây là một hướng đi đúng đắn, cần phải được khích lệ và nhân rộng ở tất cả các địa phương. Làm tốt được điều đó, nâng cao đời sống người nông dân, góp phần tăng trưởng nền kinh tế cho đất nước. Đây chính là dấu ấn đáng trân trọng về một hướng hoạt động cụ thể mang tính đột phá, bước đầu thành công tốt đẹp của Hội Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ chúng ta. Thường trực Hội Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ đã làm văn bản xây dựng kế hoạch phát triển những năm tiếp theo, đệ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc để nhân rộng và phát triển theo hướng sâu rộng và bền vững, song vì nhiều lý do khách quan và chủ quan nên chưa được thực hiện. Những chương trình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, đưa phân hữu cơ vi sinh và các chế phẩm sinh học do tập đoàn Kế Luân sản xuất vào đồng ruộng Vĩnh Phúc vẫn được thực hiện ở một số địa phương với quy mô nhỏ hơn, với phương thức khác nhau, vẫn mang lại lợi nhuận cụ thể cho người nông dân và nông thôn, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu thành chuỗi sản xuất liên kết với quy mô khép kín, có giá trị hàng hóa cao, mang thương hiệu Vĩnh Phúc. Vì thế, Thường trực Hội cùng các cơ quan quản lý thống nhất chuyển sang mô hình mới, đa năng hơn cho phù hợp với thực tế ở các địa phương trong tỉnh. Định hướng về hoạt động dịch vụ với tư duy đổi mới, khoa học của lãnh đạo Hội Tiểu thủ công nghiệp dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã thể hiện một tầm nhìn sâu, rộng, mang tính chiến lược, đúng đắn về sự phát triển của ngành nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Sự thành công trong những năm hoạt động liên tục không mệt mỏi, với ý chí và tâm huyết trong sáng, cơm nhà, vác tủ và hàng tổng của Thường trực Hội và đã tạo nên sự ảnh hưởng tốt, mang hương đời dịu ngọt, lan tỏa trong cộng đồng, tạo được vị thế đáng trân trọng của Hội đối với lãnh đạo các cấp, các cơ quan chức năng, các tổ chức chính trị, xã hội trong tỉnh và người nông dân và nông thôn. Tại đại hội nhiệm kỳ 2 được tổ chức long trọng tại hội trường Tập đoàn Sông Hồng Thủ đô ngày 15 tháng 11 năm 2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tặng bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân về thành tích xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ trên địa bàn Vĩnh Phúc. Hội Tiểu thủ công nghiệp dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quế Lâm Phương Bắc là 3 tập thể được tặng bằng khen và 5 cá nhân thì thôi không cần nói tên ở đây. Đây là phần thưởng xứng đáng để ghi nhận thành tích đóng góp của các tập thể và cá nhân vào công cuộc đổi mới và sự phát triển của ngành nông nghiệp. Ngày 19 tháng 12 năm 2016, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt Nguyễn Hồng Sơn đã gửi thư cảm ơn tới Hội Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc. Sau đây là toàn văn bức thư cảm ơn. Thư cảm ơn: kính gửi ông Lê Tiến Hùng, Chủ tịch Hội Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đánh giá cao về tài liệu về chương trình giúp nông dân làm nông nghiệp theo hướng hữu cơ ông đã cung cấp.
an toàn thực phẩm đã và đang trở thành yêu cầu quan trọng trong sản xuất nông sản hàng hóa hiện nay. Để có được sản phẩm nông nghiệp an toàn, cần phải quan tâm kiểm soát các mối nguy gây mất an toàn thực phẩm ngay từ khâu sản xuất, sơ chế, với mong muốn giúp nông dân sản xuất ra nông sản an toàn và bền vững. Hiện nay, tại một số địa phương, phong trào nông dân áp dụng thực hành nông nghiệp tốt nói chung và sản xuất theo hướng hữu cơ nói riêng đang rất sôi nổi. Có thể nói, sản xuất hữu cơ không những góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm mà còn nâng cao chất lượng sản phẩm, thân thiện với môi trường và góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến khích nông dân sản xuất theo hướng hữu cơ để đáp ứng yêu cầu của thị trường cũng như góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu kinh nghiệm phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ của tỉnh Vĩnh Phúc để phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại một số địa phương có lợi thế trong cả nước. Đồng thời, ra soát và bổ sung những chính sách, quy định còn thiếu để sản xuất hữu cơ thực sự phát triển. Thưa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, tôi xin trân trọng cảm ơn về món quà mà ông đã tặng cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và kính chúc ông sức khỏe, đóng góp nhiều hơn cho sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mong muốn với vai trò là Chủ tịch Hội Tiểu thủ Công nghiệp và Dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc, cùng kinh nghiệm và tâm huyết của ông trong việc giúp nông dân làm nông nghiệp sạch theo hướng hữu cơ, ông tiếp tục có những đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân và nông thôn. Xin trân trọng cảm ơn ông. Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2016, thân ái, đã ký Nguyễn Hồng Sơn, Cục trưởng Cục Trồng Trọt. Thành công của gần 10 năm liên tục lao động bằng tâm trí không mệt mỏi của Thường trực Hội mà vai trò nòng cốt của người đứng đầu trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ đã minh chứng sinh động của một định hướng đúng đắn, hợp ý Đảng, lòng dân của tập thể lãnh đạo Hội từ khi tổ chức Hội mới được ra đời. Ưu thế về trường đời và kinh nghiệm của những cựu binh của lớp người cao tuổi hợp thành sức mạnh và thắp sáng. Thành công ấy có vai trò phối hợp cộng tác rất quan trọng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quế Lâm Phương Bắc do Khắc Ngọc Bá làm giám đốc. Đây là nền tảng vững, đồng thời cũng là cái duyên mà Càn Khôn đã tạo dựng để chấp cánh cho những ước mơ. Tác giả đã dùng Càn Khôn đây là trời đất. Thành công ấy còn có sự cộng tác và trách nhiệm của lãnh đạo khuyến nông trung tâm khuyến nông khuyến ngư tỉnh Vĩnh Phúc, cơ quan quản lý chức năng chuyên môn với những lãnh đạo trẻ rất năng động. Thành công ấy thực sự là một dấu ấn mang đậm hương đời của một định hướng hoạt động đúng đắn phù hợp với xu thế phát triển của địa phương và toàn xã hội. Hương thơm của tâm trí, của tình người, của lòng nhân ái ngọt ngào và lan tỏa. Song song với việc tổ chức các hoạt động dịch vụ, Thường trực Hội luôn luôn chú trọng tới nhiệm vụ tổ chức hoạt động tri ân nghĩa tình để tạo nên sự gắn kết, tạo ra những niềm vui cho cán bộ hội viên. Do tính đặc thù riêng của tổ chức hội nghề nghiệp ở cấp tỉnh, về tổ chức chỉ có các chi hội trực thuộc mà hội viên chủ yếu là đang sinh sống và làm việc ở thành phố Vĩnh Yên. Từ những đặc điểm cụ thể ấy, Thường trực Hội đã xác định rõ lấy chi hội dịch vụ, hội viên là những doanh nhân, là những cán bộ có tâm huyết và trí tuệ đã kinh qua công tác lãnh đạo ở các huyện và thành phố v.v. để thực hiện nhiệm vụ dịch vụ. Gần 100 hội viên ở 6 chi hội trong thành phố Vĩnh Yên là nền tảng chủ yếu để tổ chức thực hiện các hoạt động nghĩa tình, duy trì thường xuyên việc thăm hỏi hội viên ốm đau, hoạn nạn, mừng việc hỷ, thăm viếng chu đáo hội viên khi qua đời. Để xây dựng những hoạt động có hiệu quả, có ý nghĩa thực sự, tạo được niềm vui, niềm tin cho hội viên, từ đó khơi dậy lòng tự hào về một thời đã qua với bao thành tích xuất sắc và sự cống hiến cho tổ quốc và quê hương. Ngày 20 tháng 8 năm 2011, Ban Liên lạc đã tổ chức một hội nghị gặp mặt tọa đàm 40 năm hoạt động tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ của thị xã Vĩnh Yên tại trụ sở Hợp tác xã Tiểu thủ Công nghiệp Vĩnh Tiến, phường Tích Sơn,
một cơ ngơi còn sót lại từ thời bao cấp. Tôi nhớ là ba gian nhà ngói cấp 4. Về dự có 32 ông bà, đều là những chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, những cán bộ chuyên môn của các hợp tác xã, tiểu thủ công nghiệp và các ngành, cán bộ các ngành, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ của thành phố Vĩnh Yên. Những tình cảm, những tâm tư, những nguyện vọng, vui, buồn đã được mọi người cởi mở, chia sẻ, chân tình, tạo nên sự ấm áp nghĩa tình, pha lẫn cả niềm tin, cả lòng tự hào của một thời oanh liệt, nổi danh về thành tích của các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp truyền thống thành phố Vĩnh Yên. Những băn khoăn, những trăn trở về sự đãi ngộ của Đảng và Nhà nước với những chủ nhiệm hợp tác xã đã gắn bó cả và cống hiến vài chục năm trường với bao khó khăn gian khổ. Những chia sẻ từ đáy lòng với tình cảm chân thành của những con người đã một thời cống hiến cả tuổi xuân cho sự phát triển ngành tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thành phố Vĩnh Yên và tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta, đã tạo nên động lực để tiến tới việc ra đời hội tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ của chúng ta sau này. Lời bình của nhà quay phim Trần Hợi trong phim tư liệu kỷ niệm về cuộc gặp mặt này đã để lại trong lòng mọi người một hương sắc ngọt ngào của tình người, của đạo đời và khơi dậy lòng tự hào của mọi người có đã có một thời oanh liệt để thương, để nhớ và cũng tạo nên niềm tin vào ngày mai, thắp sáng lòng nhiệt huyết với bản năng sẵn có trong mỗi trái tim mà bấy lâu nay đã ngủ quên. Tôi nhớ mãi cái lời nói của cụ nào, cụ ý, cụ nào anh Hùng. Cụ nói là... Cụ nào cụ nói là tôi đã gần 80 tuổi. Cả cuộc đời tôi gắn bó mấy chục năm với hợp tác xã. Tôi không nghĩ rằng là ngày hôm nay lại có người nhớ đến tôi. Lại có người nhớ đến tôi, có ông cán bộ nhớ đến tôi và mời tôi ra lại còn tặng quà cho tôi. Tôi rất xúc động với câu nói của cái cụ. Cuộc gặp mặt lần đầu tuy đơn giản về hình thức, hẹp hạt hẹp về phạm vi đại biểu, song là dấu ấn sâu nặng của người tổ chức sự kiện cho tất cả các đại biểu có mặt. Tháng 4 năm 2012, Thường trực Hội cùng một số cán bộ đến tham quan và tặng bức tranh tiền nhiệm chúc công ty Kiên cho ban giám đốc của nhà máy bia thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ là đơn vị Việt Kiên. Các bạn hai đại biểu là Phương Nguyễn Phương Nguyễn và Nguyễn Phương Nguyễn. Ông Lê Văn Quý, tổng giám đốc cùng tập thể lãnh đạo đã hoan hỉ đón tiếp và mở ra một mối quan hệ gắn kết giữa hai đơn vị. Cuộc gặp mặt truyền thống được tổ chức long trọng tại khách sạn Sông Hồng thủ đô ngày 20 tháng 10 năm 2012 với sự có mặt của nhiều đại biểu, khách quý từ nhiều huyện thị, những chia sẻ tri ân nghĩa tình của những hội viên năm ngoài 80 xuân về một thời trẻ trung hăng hái, về niềm tin mà tổ chức hội đã mang đến cho mọi người trong những năm qua là nghĩa tình sâu nặng, khắc sâu, in đậm trong tâm. Những cuộc gặp mặt truyền thống 20 tháng 10 2013 tại khách sạn Trung Du, 20 tháng 8 2015 tại Ủy ban Nhân dân phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, hàng chục lần bảo nghị gặp mặt tri ân nghĩa tình với quy mô, hình thức và cả về nội dung cũng có những dấu ấn khác nhau, song tất cả đều thể hiện nghĩa tình ngọt ngào, hương sắc mọi người ôn lại một thời đã xa xưa để thương, để nhớ, để chia sẻ, cho vơi đi những trăn trở, để thấy được những bước đi hiệu quả trong hoạt động liên tục của hội đã được lãnh đạo các cấp và xã hội ghi nhận. Vị thế của hội đã được xác định và có ảnh hưởng tốt tới người lao động ở các vùng quê. Cuộc gặp mặt nào lãnh đạo hội cũng tuyên dương, tặng khen và ghi nhận thành tích xây dựng và hoạt động của những cán bộ hội viên tiêu biểu, đồng thời mừng thọ những hội viên được đến tuổi thọ hàng năm. Ngoài những cuộc gặp mặt truyền thống hàng năm, hội tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với tập đoàn Sông Hồng thủ đô và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quế Tâm Cương Bắc tổ chức hội nghị triển khai đề án phát triển sản phẩm du lịch lưu niệm đặc sản tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020 theo nghị quyết số 01 của tỉnh ủy Vĩnh Phúc khóa 15 tại khách sạn Sông Hồng thủ đô vào ngày 25 tháng 3 năm 2014. Đây là việc làm mang tính đột phá, táo bạo, vượt qua tầm trách nhiệm của tổ chức hội. Ấy vậy,
mà hội nghị đã thành công tốt đẹp. Để lại một dấu ấn tích cực, hội nghị được chuẩn bị kỹ lưỡng và chú đáo cả về hình thức và quy mô và nội dung. Tỉnh Vĩnh Phúc bào chế và sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ tinh xảo của làng nghề Bích Chu, huyện Vĩnh Tường và thị trấn Thanh Đá, huyện Bình Xuyên. Những sản phẩm mỹ nghệ của nghệ nhân gốm Hương Canh, các loại rượu rắn và sản phẩm hương từ rắn của làng nghề Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường. Các sản phẩm sạch, chất lượng được sản xuất từ nông sản hữu cơ như gạo, rượu, chè của tập đoàn Quế Lâm, chè xanh, rau su su của thị trấn Tam Đảo Núi, cá ướp của làng nghề truyền thống Lập Thạch. Tất cả đã được trưng bày trong khách sạn Sông Hồng Thủ Đô, thu hút được sự quan tâm đông đảo của các vị khách, đặc biệt là hai đoàn khách, trong đó có một đoàn cán bộ và doanh nhân của Nhật Bản sang làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và đoàn khách doanh nhân của Hàn Quốc đang nghỉ tại khách sạn Sông Hồng Thủ Đô. Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến tham luận của các doanh nhân, các nghệ nhân, các nhà quản lý, các doanh nghiệp chuyên sâu, nhiều ý kiến đã gợi mở ra nhiều loại sản phẩm mà Vĩnh Phúc có thể thực hiện để làm sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng của quê hương. Những ý tưởng táo bạo ấy đã dừng lại bởi đây là một việc làm vô cùng khó, thuộc trách nhiệm thuộc về cơ quan quản lý nhà nước, và chỉ có cơ quan quản lý nhà nước mới có đủ điều kiện để thực hiện. Hội tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ không thể tiến xa hơn. Song việc làm ấy đã tạo ra một dấu ấn để các nhà quản lý, các cơ quan chức năng phải suy ngẫm, phải chăn trở để tìm ra giải pháp có khả thi, có hiệu quả, bởi đó là yêu cầu cần phải có để phát triển ngành du lịch của tỉnh nhà. Trong những năm qua, Thường trực Hội Tiểu thủ Công nghiệp và Dịch vụ còn là có những hoạt động nghĩa tình khác như tặng quà nhiều lần cho các cháu học sinh giỏi, cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoặc là Tết Trung Thu có trị giá tới 5-70 triệu đồng. 8 năm với gần 3.000 ngày đã qua đi rất nhanh, mỗi con người có thêm gần chục tuổi đời. 8 năm nhìn vào sự phát triển tự nhiên của một con người cụ thể thì cả là một khoảng thời gian rất dài. Song đối với một tổ chức hội xã hội nghề nghiệp ở cấp tỉnh mới được ra đời thì quả là một khoảng thời gian ngắn ngủi để có thể tạo nên những dấu ấn thực sự về hoạt động của mình với xã hội. Ấy vậy mà Hội Tiểu thủ Công nghiệp và Dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta đã làm được. Chúng ta đã thành công. Thành công về hoạt động của chúng ta đã được lãnh đạo và nhân dân ghi nhận. Thành công về định hướng hoạt động. Thành công về tổ chức hoạt động dịch vụ khoa học mang tính dẫn dắt, tổ chức thực hiện để từng bước thay đổi nhận thức của người nông dân từ truyền thống lạc hậu tiến tới khoa học, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Thành công về một hướng đi cụ thể để phát triển, đó là muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi vững chắc và phát triển bền vững, thành công thì phải có tập thể. Sự liên kết giữa nhà nông với doanh nghiệp và nhà quản lý mà Hội Tiểu thủ Công nghiệp và Dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng và thực hiện đã minh chứng rõ điều đó. Ngành sản xuất nông sản của đất nước ta đang phát triển mạnh toàn diện ở khắp mọi địa phương, từ nông sản sạch từng bước tiến tới nông sản hữu cơ cùng với mô hình liên kết tạo thành chuỗi giá trị đảm bảo chất lượng và kinh tế cao. Bước sang năm 2020, sau khi đã thành công ở mô hình điểm cho cây lúa và cây hoa màu khác, chúng ta đã bàn giao lại cho các cơ quan quản lý nhà nước để đưa lên một tầm cao mới. Hội Tiểu thủ Công nghiệp và Dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta đang thực hiện một hoạt động dịch vụ khác trong lĩnh vực khác. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quế Lâm Phương Bắc vẫn là nền tảng của sự phối hợp liên kết để hội có những hoạt động cụ thể cho phù hợp. Thường trực hội tiếp tục phát triển hội viên trẻ để tổ chức những chi hội trực thuộc trẻ tuổi, từ đó tổ chức các hoạt động dịch vụ có quy mô, có thương hiệu, có chất lượng và uy tín cho lớp trẻ để vươn cao và vươn xa. Nhìn lại một chặng đường hoạt động không mệt mỏi đã qua, cán bộ,
hội viên Hội Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã thấy ngọt ngào, thấy vui và tự hào về những dấu ấn của tình đời, của lòng nhiệt huyết, của hương đất, hương đời mà hội đã làm được, đã lan tỏa khắp mọi miền quê yêu thương. Chúng ta có quyền tự hào về truyền thống của Hội Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta, một tổ chức xã hội nghề nghiệp đã dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để góp một phần nhỏ bé của mình cùng với đất nước ở thời kỳ đổi mới nền kinh tế. Đây chính là những dấu ấn ngọt ngào nhất của lòng nhiệt huyết, của tâm trí và lòng nhân ái, của tình người biết quý trọng và yêu thương những giá trị cao quý của sức lao động cần mẫn của toàn thể cán bộ, hội viên, hội tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ chúng ta. Một hương đời dịu ngọt và cao sang, vinh quang này thuộc về tất cả cán bộ hội viên chúng ta. Xin kết. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Trần Văn Thơ, Trung tâm Khuyến Nông trước. Ông Trần Văn Thơ, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến Nông Khuyến Ngư lên phát biểu hội nghị. Trân trọng kính mời. Xin trân trọng kính thưa các ông, các bà, nguyên là lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các cấp chính quyền trong tỉnh. Kính thưa công bà lãnh đạo trung tâm công ty Khuyến Lâm Phương Bắc, các công ty, các tổ chức, các hợp tác xã dự hội nghị. Kính thưa anh Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Quán, đồng chí Hiệu trưởng và Hiệu phó trường tiểu học Đồng Cương. Kính thưa ông bà trong ban chấp hành, công bà thành viên hội tiểu thủ công nghiệp dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc, kính thưa toàn thể hội viên. Hôm nay về dự buổi tổng kết với đại hội thì trước hết là Trung tâm Khuyến Nông xin được gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe đến các đại biểu dự hội nghị. Và trong nhiều năm qua thì Trung tâm Khuyến Nông đã được nhận được sự phối hợp rất là hiệu quả, chặt chẽ của ban chấp hành hội. Chúng tôi thực sự rất là xin được trân trọng cái sự đóng góp đó, không chỉ là với Trung tâm Khuyến Nông mà là với các mặt khác nữa, và đặc biệt là với người nông dân trên địa bàn tỉnh. Các bác không chỉ là phối hợp với chúng tôi trong việc xây dựng các cái mô hình tiên tiến nhất, hiệu quả nhất qua các năm. Chúng tôi cũng luôn luôn lựa chọn các cái mô hình mà tiên tiến nhất và hiệu quả nhất để đưa đến phối hợp với các bác. Và nhân dịp đầu xuân năm mới sắp đến, xuân Canh Tí 2020, chúng tôi xin được chân thành chúc sức khỏe các đại biểu, chúc các bác luôn luôn mạnh khỏe, công tác thắng lợi và gia đình hạnh phúc. Tôi xin được kính thưa quý vị đại biểu, hội nghị hôm nay chúng ta rất vui được đón một nhân vật lịch sử, đó là cụ Nguyễn Huy Lê, nguyên là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Yên, nay là thành phố Vĩnh Yên. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời cụ lên phát biểu, lên chia sẻ của cái giai đoạn mà cụ làm chủ tịch với cái nền tiểu thủ công nghiệp dịch vụ của thị xã chúng ta lúc bấy giờ, những cái khó khăn, những cái gian khổ mà những con người làm trong ngành phải chịu đựng. Vì hôm nay nội dung của chúng ta là vừa phấn khởi với thành tích cái mới chúng ta làm được, nhưng mà ôn cố tri tân nhớ lại cái thời xưa để tạo nên những cái dấu ấn kỷ niệm cho tất cả những con người có mặt ở đây. Xin trân trọng kính mời quý vị. Kính thưa các ông bà và anh chị em, đặc biệt là những người quen biết từ lâu đã từng hoạt động trong thủ công nghiệp ở Vĩnh Yên cũng như là trong tỉnh. Với tư cách cá nhân, cho tôi xin có lời chào và lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe các vị đại biểu và tất cả
các bác, các anh, các chị dự hội nghị hôm nay. Xin cảm ơn. Ông chủ tịch thì nói với tôi rằng là nói những cái thời khó khăn thì có lẽ ở đây mọi người, nhất là các bác cao tuổi từ cái tầm từ 40 tuổi trở lên, trở về trước ấy, thì ta thấy được cái hoạt động của chúng ta trước đây vô cùng khó khăn. Thế khó khăn ở trong thủ công nghiệp, trong đời sống của nhân dân, trong xây dựng lực lượng vũ trang, trong xây dựng các tổ chức chính trị, xã hội, vân vân. Một lần nữa, khó khăn xin kính chúc các bác, các vị đại biểu và toàn thể anh chị em có mặt trong hội nghị hôm nay chuẩn bị đón năm mới, chúng ta có nhiều sức khỏe và chúng ta có nhiều niềm vui mới trong năm mới. Xin cảm ơn. Ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phó Bí thư Thường trực Viện Lập Thạch lên phát biểu hội nghị chúng ta. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa bác Hồ, chủ tịch hội, kính thưa các bác trong ban lãnh đạo của hội và các toàn thể các bác, các anh, các chị trong hội. Hôm nay thì tôi tên là Hà Văn Quyết, là Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy huyện Lập Thạch, cũng mới nhận nhiệm vụ được khoảng 3 tháng. Trước đây thì được 9 năm làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lập Thạch và cũng đã và đang cùng phối hợp với các bác trong hội tổ chức một số những cái hoạt động về kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Lập Thạch. Rất là phấn khởi được gặp các bác, các anh, các chị, cô chú trong hội rất là đầy đủ, đặc biệt là rất nhiều bác cao tuổi. Có các bác là nguyên là lãnh đạo của tỉnh, của thành phố. Thế rồi rất nhiều các bác, các cô, các chú, các anh, các chị hoạt động trong cái lĩnh vực này gặp mặt truyền thống ngày hôm nay. Trước hết thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo của huyện Lập Thạch hiện nay đang phối hợp với hội một số công việc, xin trân trọng cảm ơn và xin kính chúc các bác, các anh, các chị, các cô chú mạnh khỏe, hạnh phúc và chuẩn bị đón năm mới, gia đình gặt hái nhiều thành công cho năm mới. Tôi xin đọc luôn cái quyết định khen thưởng của chủ tịch hội. Hội tiểu thủ công nghiệp dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc số 54 thi đua khen thưởng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc Vĩnh Phúc ngày 24 tháng 12 năm 2019 quyết định khen thưởng 17 ông bà có thành tích xây dựng hội tiểu thủ công nghiệp dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019. Căn cứ nghị định số 45 2011 NDCP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quy định về tổ chức và quản lý hội. Căn cứ quyết định số 254/QĐ-CT của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt điều lệ Hội tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc. Căn cứ đề nghị khen thưởng của các chi hội được thông qua nghị quyết phiên họp thường trực ngày 15 tháng 12 năm 2019 quyết định điều 1 khen thưởng 17 ông bà là cán bộ hội viên Hội tiểu thủ công nghiệp dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc đã có thành tích xây dựng hội năm 2019 có danh sách kèm theo. 2. Hình thức khen thưởng trị giá 200.000 đồng được trích từ nguồn quỹ tại cơ sở năm 2019. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký giao cho ban thi đua khen thưởng, bộ phận tài chính và các ông bà có tên trên căn cứ thực hiện. Thay mặt Hội tiểu thủ công nghiệp dịch vụ, Chủ tịch Lê Viết Hùng đã ký. Về Vĩnh Phúc hôm nay mây bay bay bồng bềnh tam đảo, trở về theo cánh chim bay xa xa xanh xanh những đồi cây, trở về đồng lúa mênh mông nghe bâng khuâng tràn đầy nỗi nhớ,
về người đồng chí năm xưa anh có hay. Xe ta đi bon bon trên đường quốc lộ, nhà máy nhấp nhô giữa cánh đồng hoa nở. Trở về quê mới hôm nay, vang vọng lời bác đâu đây. Tiếng trống mềm thôi thúc ngày tựu trường, truyền thống quê hương qua những chặng đường. Đây gian khổ dày chiến công, nay tràn ước mong những ngày đổi mới. Vĩnh phúc ta trên đất quê hương, trang soi gương mặt hồ nước bạc đầm bạc thấp thoáng trong sương, sao lung linh những ánh điện soi. Trở về thành phố yên vui, cây xanh tươi lòng người phơi phới, dạt dào sông đáy sông đô vui sóng reo. Xe này đi thanh thang qua cầu bến nỗi khát khao nỗi hai miền xuôi ngược, Bình Sơn tháp đứng oai nghiêm, Xuân Hòa rực ánh sao đêm. Tiếng hát bay cao hát về cội nguồn, lời hát mang theo tên đất tên người. Từ Bãi Sậy về Bến Thép, Nguyễn Viết Xuân tím ngọc sáng chói. Vĩnh phúc ta cầu bến đảo, hòa nỗi khát khao nỗi hai miền xuôi ngược. Bình Sơn tháp đứng oai nghiêm, Xuân Hòa rực ánh sao đêm. Tiếng hát bay cao hát về cội nguồn, lời hát mang theo tên đất tên người. Từ Bãi Sậy về Bến Thép, Nguyễn Viết Xuân tím ngọc sáng chói. Vĩnh phúc thân yêu ơi, Vĩnh phúc thân yêu Các vị đại biểu, các vị khách quý và cán bộ hội viên đã được nghe và tâm đắc với truyền thống Hội Tiểu thủ công nghiệp và Dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc mà Thường trực Hội đã biên soạn. Những ý kiến phát biểu, chia sẻ của lãnh đạo Trung tâm Khuyến Đông Khuyến Ngư tỉnh, của đồng chí Hà Văn Quyết, Phó Bí thư Thường trực huyện Đập Thạch, của cụ Nguyễn Huy Lê, Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Vĩnh Yên thời kỳ bao cấp. Tất cả đã gợi mở cho mọi người ôn cố tri tân của những năm tháng còn nghèo nàn và đầy những khó khăn gian khổ của thời bao cấp. Những ý kiến đã khẳng định sự thành công trong các lĩnh vực hoạt động của hội chúng ta trong gần 10 năm qua, hoặc là mở ra hướng hoạt động cụ thể về tương lai của chương trình sản xuất nông sản xuất gia súc, gia cầm theo hướng hữu cơ, hay các hoạt động dịch vụ phục vụ đời sống xã hội. Mô hình hoạt động sản xuất và dịch vụ trọn gói của công ty bê tông Việt Xuân do ông Lê Tiến Sơn làm giám đốc và ông Nguyễn Xuân Cường làm phó giám đốc là một điển hình về trí tuệ và sự thành công của sự hợp tác liên kết. Sản phẩm bê tông thương phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Xây dựng do công ty sản xuất trên hệ thống máy tự động hiện đại đã có uy tín trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Phương hướng hoạt động những năm tới của hội cũng đã được Thường trực Hội vạch ra, và trên thực tế chúng ta đã bắt đầu thực hiện. Thường trực hội đã phối hợp với Trung tâm Khuyến Nông Khuyến Ngư và công ty Biotech Quế Lâm
đưa phân hữu cơ vi sinh và thức ăn hữu cơ vào chăm sóc cây thanh long đỏ, chăn nuôi lợn hữu cơ ở các điểm của huyện Lập Thạch. Đó là hộ ông Nguyễn Ngọc Quang ở xã Văn Quán và hộ bà Nguyễn Thị Thành ở xã Ngọc Mỹ, đều ở huyện Lập Thạch. Tiến tới sẽ nghiên cứu để tổ chức một mô hình liên kết dịch vụ giữa các công ty nhỏ, các hộ kinh doanh dịch vụ thành một hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nhằm tiêu thụ nông sản và gia súc, gia cầm sạch trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và dịch vụ phục vụ đời sống dân sinh, an toàn thực phẩm và chất lượng để vươn xa và bền vững. Đây là một việc làm khó, song nếu có những doanh nhân trẻ có tâm huyết và chí khí, biết tổ chức và nắm bắt những thời cơ thuận lợi của xã hội, chúng ta tin sẽ thành công. Cuộc gặp mặt này, chúng ta vui mừng, được mừng tuổi thọ chẵn cho 7 hội viên, được đón các tuổi 70, 80 và 85 mà rất khỏe mạnh và thông minh. Chúng ta cũng vui mừng được tuyên dương tặng thưởng cho 17 cán bộ hội viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động năm 2019. Chúng ta vui mừng được trao tặng lại cho các đại biểu, quý khách và cán bộ hội viên 50 suất quà là những sản phẩm sạch do Tập đoàn Quế Lâm sản xuất đã tặng cho hội chúng ta. Chúng ta tin tưởng rằng bước sang năm Canh Tý sẽ có nhiều niềm vui mới, niềm vui của sự đoàn kết, niềm vui của nghĩa tình, của lòng nhân ái rộng mở, nối vòng tay yêu thương, ngọt ngào, hương sắc của đất trời và tình đời hòa quyện sẽ sinh sôi hoa thơm, trái ngọt cho đời. Hạnh phúc này thuộc về tất cả cán bộ, hội viên, hội tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ tỉnh Vĩnh Phúc chúng ta. Ai về miền xuôi nhớ ghé về thăm quê em Vĩnh Phúc, mảnh đất linh thiêng của người Việt cổ, nơi khởi nguồn văn hóa vùng nguyên. Về ghé em kể truyền thuyết cha rồng, về ghé hát song trong quân mùa mơ, người ơi có nhớ